Một giáo án không chạy theo meta mà bắt meta phải chạy theo mình. Một lối chơi không lỗi mốt dành cho những người không thích reroll, không ưa tranh bài. Và đó là... Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Đó là lối chơi phát chín, xoay 5 tiền đánh Esodia mãn nhãn. Vừa thỏa mãn việc leo rank, lại vừa được thưởng thức sức mạnh tối thượng của những con tướng giá trị nhất, đắt đỏ nhất. Vậy thì triển khai đội hình này như thế nào? Ấn like video rồi xem tiếp là bạn sẽ có câu trả lời. Bản update 13.24 này, nếu mà mọi người để ý thì Riot đã đổi tên các cổng dịch chuyển để cho nó ngắn gọn hơn rồi. Còn cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta có một tướng 3 và khởi đầu cho tất cả người chơi. Và của mình là Sếp. 1.2 với 3 tướng 2 vàng được game chia cho. 1.3 game mời gọi với Annie siêu sao Emo cùng 3 con Lilia. Gợi ý một khởi đầu đẹp để phát chín với form Annie kẹp fan cứng. Đồ rơi ra lại là mảnh giáp, không liên quan lắm nên là mình không bắt. Một kháng phép và một găng là hai mảnh đồ còn lại sau khi mà mình săn nốt quái ở vòng 1.4. Cassante cũng đã xuất hiện ở vòng 1.4 nên là mình up cấp sẵn một phát để vòng chọn lõi sau nó tự lên 4 luôn cho có cơ hội ra hất steel. Thật là thông minh. Lõi công nghệ mà khai mạc trận đấu với bạn thân và tiếp sức bạc khá là cùn. Còn khổng lồ hóa thì lại ngon quá vì khả năng là mình cũng sẽ có hất steel sớm. Điều này sẽ giúp cho mình giữ được lượng máu tốt nhất để làm kinh tế với hất steel, sau đó phát chín và xoay Esodia. Kịch bản ấy đẹp để xem là nó có diễn ra không nhất. Còn cái nịt chưa có mảnh ghép thứ 3 của hất steel ở vòng này nên là mình cho tạm bạc vào sân, nhỡ đâu hên hên hết được một vàng. Hợp lý. Lắp luôn thú tượng cho sếp. Đối thủ mình gặp đầu tiên với một form bài khá là đẹp, Yasuo siêu sao thánh da rẻ, có kích hệ cùng với Kale và True Damage với Echo, chém bài mình ra bã luôn. Đấy rồi, Aphelios xuất hiện ở vòng 2.2, cho em nó vào sân thay bạc, kích mốc 3 hất steel. Mình thắng ông này hướng bài ra Miss Fortune, đã có form luôn nhưng mà bài toàn 1 sao, bắn luôn vào set cấm thú tượng hơi lâu, nên team mình có thời gian để gây đam và giành chiến thắng. Bài ra thì đã được nấp khá là mạnh, nhưng cảm nhận là nó chỉ về đúng với bản ngã, chứ không quá yếu đâu nha mọi người, vẫn chơi được. Đánh Caro là hay, khi mình để thua nhà đang đếp bằng Annie kẹp hai đấu sĩ một chết, Afe chưa có liên xạ, cũng chưa có đồ nên tốc độ đánh khá là chậm. Lấy về Senna cầm kháng phép ở vòng đi chợ, vì ở trên cùng nên là cũng không có đồ ngon. Định lấy Senna về để kích hai liên xạ, cơ mà game cho luôn con Afe siêu sao liên xạ, bắt về luôn để đép chứ không nghiện 5 hất steel. Mình up luôn level 5 để kích thêm hai đấu sĩ, tiếp tục đánh Caro vì mình thắng nhà hất steel level 4, ít 2 sao hơn bài đấu của mình. May quá 2.6 gặp tiếp một nhà level 4 nên là mình có thêm được một chiến thắng để ngưng cái chuỗi Caro này lại. Một BF và một gậy là đồ mình nhặt được sau khi đập 3 cục đá. Vô cực được lắp cho Afe để đép, gặp một nhà up 6 với Senna siêu sao cầm đồ khá tín. Bùa đỏ cũng giúp bài ông này mạnh càng thêm mạnh nên mình phải thua ở round này. Vòng cho lõi 3.2 với một nâng cấp vàng, không phải hôm nay và cộng mệt nghỉ sẽ được roll vì mình có lõi vẫn bia cảm hứng đép khá tốt. Roll hai cái kia thì không thấy có lõi nào đột biến nên mình chọn văn bia cảm hứng để tiếp tục đép máu. Gặp lại nhà Miss Fortune ra, họ đã đép gần hết 2 sao nhưng mà may là chỉ mới level 5 chứ chưa lên cấp. Mình clear được hết dàn tanh và chỉ để thua 2 chết. 3.3 gặp một ông đang eco lên 7 đánh Yone với 2 chiếc lõi tiền. Bài nhiều 1 sao nên là mình vẫn thắng được để giữ máu. Tầm này quan trọng giữ máu được là được. Đồ ngon bị húp hết nên là mình chọn nước mắt 3 tiền ở vòng đi chợ. Up level 6 cho tạm Yone vào sân, chứ cũng không có tướng gì ngon hơn. Mình gặp nhà chơi reroll Annie chưa lên 3 sao, đép được 3/5 chết. 3.6 mình để thua trước nhà có lắc 2, Ari cầm đồ hôn liên tục khiến cho các anh chàng team mình ngộp, số máu còn lại là 87. Up luôn level 7 để round sau có tỷ lệ ra Ezreal, thêm một giáp, một kháng phép cùng với một ít tiền mình nhặt về sau khi săn 5 con sói. Úi giời ơi, nó ra Ezreal thật mọi người ạ. Mình sẽ cho vào sân để kích mông 5 của hất steel, tiếp tục nổ thêm hũ, sau đó sẽ lấy vàng và đồ để back lại. Vuốt rồng được lắp luôn cho sếp. Nước chảy chỗ trũng, ông top 1 đang cháy hừng hực với level 7 50 tiền, hai lõi đánh nhau và có luôn Sona ở level 7 thì ai mà đỡ được. Mình để thua hẳn 4 chép. Nâng cấp cuối cùng với chiếc lõi kim cương khá chiến
vừa là thời cơ vừa là thách thức cho mình. Sức mạnh áp đảo và kho thần tích sẽ được roll. Nope. Vì nếu mà đánh 5 tiền thì trang bị đầy đủ sẽ là hợp lý nhất. Roll cả hai thì thấy có giải phóng ẩn vật và giao kèo hỏa ngục đều không ngon, nên mình chốt trang bị đầy đủ, up luôn level 8 cho Eco vào sân và giữ lại 40 tiền. Hai nhà Hustle gặp nhau nhưng mà họ có con Eco hai đồ tanh quá trâu, làm mất nhiều thời gian của Afe team mình. Đánh mãi đến overtime thì Afe giúp team mình giữ thêm máu với pha ultimate để thua 3 chép và còn lại 64 máu. Gặp tiếp một nhà cũng đã phát 9 đép bằng Hustle. Họ mạnh hơn mình rất nhiều với con Poppy 2 sao cầm 3 đồ. Đam ở sau dù hơi ít nhưng mà theo thời gian cũng là đủ để đè bẹp team mình. Tiếp tục để thua round này 5 chép. Nhặt về Yorick cầm giáp ở vòng đi chợ vì mình cũng không nhặt được cung hay là BF. 243 số được nổ sau khi mình đi chợ về, quà là kha khá tiền với một sách chọn ấn. Thanh lý em Afe siêu sao trong sân, thay vào đó là siêu sao Catlin trong cửa hàng. Mở luôn sách chọn ấn nhưng mà chỉ thấy có mỗi True Damage là ổn, nên là mình lấy về ấn True Damage. Gặp nhà Annie 3 sao ở vòng 4.5, mình cảm thấy may mắn vì ông này lấy lõi trứng vàng, nên sức mạnh chưa phải là quá áp đảo. Catlin giúp mình clear bớt và để thua 3 chết. Tiếp tục để thua đau khi nhà Ja Miss Fulton đã đủ bài và có 3 sao. Mình còn lại 27 máu với chuỗi thua 7 liên tục. Bán đi Catlin ở cao chim, sau đó áp cấp dần thì cũng đã đủ 64/80 của level 9. Săn nốt chim thì mình lấy về một nước mắt, một đai máu và một đe rèn nhỏ. Đồ cứ từ từ để đó, mình lên level 9 ở vòng 5.1 với 50 tiền, xếp tự lên 2 sao, roll 3 phát thì game cho siêu sao Ilaoi đấu sĩ, mình bắt vội để cho vào sân đếp. Sau đó roll nốt số tiền còn lại để update 2 sao, gặp nhà chơi lắc ở vòng này nhưng mà họ chưa update được 3 sao, xếp với vuốt rồng giữ lại được chiến thắng quan trọng ở round này. Yorick và Zap cùng lên 2 một lúc, Blue và vô cực cho tạo Aphelios vì mình vẫn muốn lì đòn nổ thêm một thùng Hustle nữa vì tank cũng đã ổn và có tí đam rồi. Ông mà mình nói cháy hừng hực nước chảy chỗ trũng ở giữa game giờ cũng đã xoay Exodia. Ông này thì đánh bằng đam của Sona và Ziggs với cuồng đao và Sojin, tank hơi yếu. Còn mình thì đánh bằng tank của Ilaoi và Yorick, may là tank của họ còn yếu nên là Yorick vẫn lo được. Nổ thêm một thùng Hustle 130 số ở vòng 5.3, mình lấy thêm được một sách chọn ấn. Ronald thì update được Ezreal 2 sao, Aphelios được thanh lý và nhường chỗ cho Kiana cầm đồ luôn. Sách chọn ấn được mở và tất nhiên là ấn ra sẽ được chọn trong 4 chiếc ấn mà mình có đây rồi. Gặp nhà Pentakill, Karthus, Akali ở round này, mặc dù đã bị nấp nhẹ đào phủ nhưng sức mạnh của Karthus và Akali không hề giảm sút tí nào. Akali quét một đường làm mềm, sau đó Karthus gọi khúc cầu hồn để hạ gục đi carry dàn sau team mình. Mà team bạn đâu có ngờ là mình có cả carry dàn trên là Yorick nữa. Kiana cũng hỗ trợ hack thêm đồ cho các vị tướng team mình trở nên mạnh mẽ hơn, áp sát và vây hãm Karthus. Yorick liên tục gọi đệ ra để đấm ông này không còn tí máu nào, phải lấy cái top 8 ra về. Cút con mẹ. Đi chợ thứ 3 còn mỗi cái vương miện bảo hộ là lấy được, nên mình lấy về để cho Ilaoi hack thêm một đồ. Tiếp tục xả tiền để update thêm 2 sao vì còn vài vị trí quan trọng chưa lên nhưng mà nó không ra thêm con nào. Tưởng tượng là Miss Fulton không còn quá mạnh mẽ như ở bản trước mà gặp phải 4 đấu sĩ team mình, con nào cũng full đồ thì bắn đến khi nào mới gục. Đã vậy còn không có diệt khổng lồ, team mình cứ thấy tràn lên với sức mạnh cả từ Yorick, Kiana và Ezreal để tiễn ông này sang làm game mới. Còn mình thì cháy lên luôn. Cái ông mà chat nhiều từ đầu trận là Ao Trình giờ cũng lên bảng luôn với cái top 6 rồi. Cái 5.6 siêu sao Jihin tay to mặt lớn xuất hiện trong cửa hàng, cảm thấy team cần update với đam giả sau cứng hơn nên là mình đã lóc lại một round để sau round quái rồi đổi siêu sao. Đúng thật là bài mình sẽ khá là thiếu đam khi mà gặp cái nhà Exodia với dàn đam sau chất lượng này. Jihin 2-3 đồ, Sona 2, Ziggs 2, Lucian 2 cùng với thăng hoa từ Ngọc quá khổ. Khi thăng hoa đến một khoảng thời gian nhất định cùng với việc Sona búp liên tục vào người Ziggs, cú ném bom đã khiến cho giàn sau của mình chết hết, chỉ còn mỗi xếp nhưng mà cũng phải gục ngã nốt với pha ném bom cuối cùng. Mình để thua và còn lại 17 máu. Bán đi siêu sao Ilaoi ở round rồng ngàn tuổi, bán luôn cả Kiana để bắt siêu sao Jihin, đổi đồ cho nó với Blue và vô cực. Khá may mắn là round rồng ngàn tuổi còn cho mình thêm một cái Neko vàng nữa. 29 tiền có được, mình roll và bắt được Ilaoi, bán luôn đi Jack để có tiền roll tiếp. Thì bắt thêm được Kiana 2 sao, giáp máu và vương miện cho Ilaoi tanh. Kiana cũng được cho vào sân thay vào chỗ của bạc. Gặp nhà Annie đã lên 9 và nở trứng, mình hơi khó khăn trong việc tiếp cận Annie vì phải đợi nhạc trưởng Jihin lên nòng. Nhưng tanh vừa đủ để câu kéo thời gian. Đến khi nhạc trưởng bắt đầu chơi nhạc thì các đối thủ chỉ biết khóc với sức mạnh này. Tiến đồng anh đi luôn để vào top 4 cái đã. Cút roll nốt để update 2 sao thì mình bắt thêm được Ilaoi. Neko nốt cho lên 2 sao, nhạc trưởng không được chơi game.
khi mà nhà mình gặp có thợ chụp ảnh lắc bắn liên tục vào đầu của Zihin. Tuy nhiên chú Tư cũng đã gây được một lượng sát thương khá khá rồi. Phần còn lại thì cứ để Ezreal lo. Anh chàng này liên tục dùng dịch chuyển cổ họng để né đi những phát bắn từ lắc, sau đó dễ dàng hạ gục đối thủ, ảo play hoàn toàn. Gặp lại nhà Exodia với Sona siêu sao kẹp dích đã lên 2. Mình xếp Zihin sang góc trái để né kéo từ Thresh, đồng thời thì focus vào dích sớm nhất có thể. Dàn tanh hai bên chênh lệch về lượng sao, áp đảo hoàn toàn cho team mình nên team bạn quá dễ để bị tràn lên. Sau khi chú Tư đặt súng thì hạ gục nhanh Eco, rồi tiếp đến là Illaoi một sao team bạn. Bạc là nạn nhân trước đó rồi đến Zix, mất Zix rồi thì Sona búp cho ai đây? Một chiến thắng khá là dễ dàng. Đi chợ để nhặt rác về lắp ráp lửa cho Yorick đốt dàn trên, nhưng nghĩ lại thôi, cho Qiyana để hack thêm một đồ sẽ ok hơn. Trận này do hai nhà kia cầm hết Sona và Zix rồi, với cả đồ của mình cũng không đánh được hai con tướng này. Sau chấm 5 là cuộc chiến giữa hai nhà Exodia, team bạn chất chơi đánh bằng cả Dam Sona, Zix, Zihin, Lucian. Tanh thì cũng đã 2 sao hết và gần như là không có sự khác biệt về chất lượng sao. Tuy nhiên về đồ thì team mình nhiều hơn hẳn, cả lõi đánh nhau cũng hơn nhờ văn bia cảm hứng. Xúc tu của Illaoi cũng được tương tác với lõi văn bia cảm hứng nên mình dễ dàng chiến thắng nhờ lượng tanh vô cùng cứng cáp phía trên. Zihin ở sau chỉ việc đặt súng, sau đó hạ gục từng mục tiêu trên bản đồ để đấm ông này top 3. Đấy, Zihin không thích số 3 mà. Sau chấm 6 sẽ là trận chiến cuối cùng để mình giành lấy cái top 1 trước nhà Exodia còn lại. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Mình thì roll ra quá trời tanh, còn ông này là cái ông mà có Sona ở level 7 này. Giờ vẫn Illaoi 1 với cả Yorick 1, Eco cũng một nốt thì đánh đấm cái gì. Có mỗi con Thresh 2 tanh thì làm sao mà chịu nổi team mình. Ông vừa rồi phun tanh 2 sao còn bị đấm nữa là. Không quá khó hiểu khi mà Zihin team mình đặt súng và lần lượt bắn hết từ tanh đến đam của team bạn. Top 1 không thể tuyệt vời hơn dành cho nắng. Tổng kết cái nhờ, phát 9 là cách đánh thường xuyên thấy của những người chơi thích đánh 5 tiền, pro build, pro sway thay vì đánh reroll như những người chơi khác. Eco tiền lên 9, roll ra siêu sao 5 tiền nào thì đánh xoay quanh những tướng đó. Chọn cho mình một siêu sao đẹp khỏe và nhớ là phải tối ưu đồ cả tanh cả đam đầy đủ để có thể giữ máu tốt nhất ở đầu game. Cuồng đao và Sojin là hai trang bị đẹp tốt và dễ để xoay quanh các đội hình 5 tiền nhất nên là ưu tiên lắp nhất. Xoay siêu sao đầu trận phù hợp để giữ máu vì có thể sẽ bị đấm đau đấy. Nếu có lõi tiền hoặc máu thì khả năng lên 9 ở mùa này khá dễ. Một lõi đánh nhau sẽ cần thiết để đánh về late game. Đây là một trong số những cách đánh 5 vàng mà mình từng áp dụng. Nếu mà các bạn thích cách đánh phát 9 này thì có thể comment ở phía dưới. Mình còn nhiều form bài đánh ở 9 khác form trên để có thể lên video cho các bạn. Chúc bạn leo rank vui vẻ. Cảm ơn vì đã xem hết video và like cho mình. Bye bye!